Hello, xin chào các chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay em có đến đây để ghi hình đang bán cái đầu bò. Thì bà con cô bác, anh chị em ở gần xa, ai cảm thấy muốn mua cái đầu bò này thì cứ liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại em để trên màn hình nha các chú anh chị và các bạn. Đó, thì hôm nay em sẽ cập nhật hình ảnh của một con cái và một con đực. Con đực thì nó khoảng 8 tháng bò rồi. Bò này nó muốn lỡ rồi, nhưng mà tại vì anh chủ nhà ở đây á, anh nuôi nó không có được kỹ như ta. Với lại cái giờ cái giai đoạn dịch bệnh đó, cô chú anh chị và các bạn, thì anh không có đi mua thức ăn được, không có mua thức ăn viên được. Về con bò thì đâm ra con bò đực này nó hơi bị gân đó. Nhưng mà bây giờ ai mà mua con bò đực này về, bò đực này giá nó rẻ bèo cô chú anh chị và các bạn ơi, bò 8 tháng bò luôn mà bây giờ anh bán hai con bò này giá cực kỳ là rẻ luôn. Thì bò rẻ ra sao, hình ảnh như thế nào thì bây giờ mình cập nhật trong cái video đây. Bà con cô bác, anh chị em ở gần xa, ai có nhu cầu muốn mua thì cứ liên hệ với em ha. Đây là con đực kem Pháp, nó hơi gân bò nhưng mà có cái dạng xương của nó nè, kịch cộm lắm. Đồ bò, con bò này dai ha, rộng nè, mình thấy cấp mình dai của nó nè. Đó, dai thì rộng, dai rộng giò cẳng thì nói chung là không áp xe, không xuống rúng xuống ruột gì hết. Bò là hoàn thiện nha. Bò này thì anh tiêm ngừa rồi, vaccine là lông mầm lở móng, viêm da nổi cục tủ trùng, anh tiêm đầy đủ hết rồi. Thì bò này đang có mặt tại thành phố của Ba Tri, Ô Long thành phố của Bến Tre, cù giái nè. Và sái tích thì nói chung thì mình nuôi giờ mình nuôi mấy bò lai này thì cái vụ sái thì mình cũng không còn quan trọng gì mấy. Đó, mà kế bên là con bò cái, ở đây có con cái nè, dằn rúng nè, thấy không? Chân móng nói chung là nó cũng hơi bẩn một chút. Anh chủ nhà thì ở đây anh cũng nuôi chuồng đất nè, đó thì nó hơi bẩn cô chú anh chị các bạn. Thì mình mua mà về mình chăm sóc kỹ thì con bò nó đẹp, nó mướt lại ha. Mà giá này yêu thương thôi, hai con bò này mà giá có 34 triệu cô chú anh chị các bạn. Mình coi nè, cấp dai của nó nè, cái dàn dai nè, mình thấy không, dai nè, thấy không, chân móng nè, không đó, dai chân móng nè. Đây thì anh cũng nói luôn nha, con bò này thì anh tiêm ngừa đầy đủ hết rồi. Ở mém mình bên đây nè, cái này nè không phải là cái viêm da nổi cục nha, có nó bị có con cục từ nhỏ giờ nó bị nó bên mấy hông bên kia, nó nói chung là nhìn sơ thì không có biết. Nhưng mà em làm chương trình bắt buộc con bò nó có một chích trầy, em cũng phải quay cho bà con. Tại vì sao? Tại vì cô chú anh chị bạn lên cái chương trình của em là mọi người ở xa lắm, em biết nhiều người ở miền Trung nữa không Trần. Đó, mình mua bò thì mình không có tới coi được, mà mình nhờ em đi ghi hình rồi coi đăng lên như thế này, bắt buộc là em phải trung thực một điều. Cái gì em không biết, nhưng mà cái đầu tiên là phải trung thực với khán giả, cái đầu tiên là phải gửi đúng hình ảnh. Cái hình ảnh như thế nào là phải đúng như vậy, không phải là mình lên trên mạng mình bán rồi là mình gạt người ta được đồng hai đồng, triệu hai triệu rồi thì mình làm ăn suôn sẻ lâu dài, không có đâu cô chú anh chị bạn. Mình làm ăn cái gì cũng vậy, mình để cái tâm cái đức lên trên trước đi. Đó, rồi xong ha, là tự động tiền á nó sẽ tìm về mình thôi. Ví dụ như là hôm nay em bán cho bà con cô bác, ví dụ như bò nó trong cái nách nó bị gì đó, nó bị bệnh hay gì đó đi, đó rồi em giấu nó, em giao tới cho bà con. Nhiều người không biết đi, không biết, bà con mua về bà con nuôi vài bữa, năm ba bữa sau mọi người mới phát hiện thì té ra là mình bị gạt, thì đâm ra bà con đâu dám giới thiệu cho ai nữa, đúng không? Đó, mà em gạt được mọi người, bò này em gạt, nhiều khi em gạt em lại được 2-3 triệu hay 3-4 triệu gì đi, hay là người ta cho em Út ơi mày ráng mày quay mày giấu con bò đó, giấu chỗ đó thì tao bán được, tao cho mày 1 triệu 2 triệu rồi em giấu mọi người đi, em bán gạt mọi người, lần sau mọi người dám mua nữa không? Hoặc là mọi người có dám giới thiệu cho bà con cô bác anh chị em gần xa của mọi người mua của em nữa không? Bao giờ có, đã mắc lòng tin một lần rồi là không bao giờ có chỉ cho ai nữa. Bởi vậy em bán hàng cho cô chú anh chị các bạn, từ cái lúc mà em làm chương trình tới bây giờ á, bò là em bán á, bèo lắm là cũng phải 2-3 ngàn con đó cho bà con cô bác. Những người, những anh, những chị ở vùng miền xa chúng ta có thể cập nhật được những hình ảnh cũng như á, là giá cả bò thông qua cái chương trình của em.
Thì em đi quay phim mà là ở tất cả các tỉnh chứ không phải là riêng gì ở Bến Tre không. Ai có nhu cầu bán bò ha, ở nhà vườn, nhà lái hay là những cái trang trại lớn gì, em đều đến ghi hình đăng bán hoàn toàn miễn phí, đăng dùm cho bà con. Em không có tới em xin bà con cái tiền kinh phí đi lại, không có. Em quay tới quay phim bà con thơm thảo cho em xin một ly nước mưa, hoặc là một ly nước lọc, hoặc là một chai nước suối cho em uống, rồi em lên đường em về. Em không có lấy ai 1.000 hết. Khi mà em đến quay phim xong xuôi hết rồi ha, mà em đăng lên em bán được bò, thì bà con, thứ nhất là mọi người, em bán rồi em chở bò đi, em đến xe đến bắt bò rồi qua ngày sau em mới đem tiền lại cho mọi người được nha. Hoặc là ở xa thì bà con có thể em đưa số điện thoại của cái người mua cho bà con tự giao dịch đó. Còn ở gần thì em hôm nay bắt bò mai em mới đem tiền lại đó. Cái đó là trước giờ em làm cũng vẫn như vậy, nhưng mà cũng không có mất mát của ai ngàn nào. Thì đôi bò này em xin trở lại chương trình ha. Đôi bò này có giá là 34 triệu một con cái, chiều cao nè, chiều dài nè, hình ảnh là hoàn toàn trung thực, không có mà giả dối, không có mà phóng to phóng đại hay là thu nhỏ. Nói chung là hình ảnh sao trong hình sao ngoài vậy. Hai con bò này giá 34 triệu nghe, một con đực một con cái nha. Đó, một con đực này giờ tách ra là 19 triệu anh mới bán, 19 triệu các bạn đó, tách ra một mình nó 19 triệu mới bán. Còn con bò cái này thì anh bán, nếu như mà hai con là bán giá 34 triệu, còn cái con này không là 19 triệu nha. Đó cô chú anh chị và các bạn, cảm thấy ưng muốn mua thì cứ liên hệ với em. Con đực này là 8 tháng bò rồi nha, còn con cái này là 6 tháng nè. Đó, hai con thì giá 34 triệu. Cô chú anh chị và các bạn gần xa có nhu cầu muốn mua thì cứ liên hệ với em, số điện thoại em để trên màn hình. Đó, em đang có mặt tại huyện Thành Phú của tỉnh Bến Tre. Bò cái này thì nói chung thì cái giá này thì nó quá là yêu thương rồi. Dai lực lưng đôi nè, đùi đít thì khỏi chê, chân mỏng hoàn toàn. Rồi thì bây giờ em sẽ đi vô cho bà con chúng ta coi thử cái chiều cao của hai con bò này. Coi cái giá nó, cái giá này với lại cái chiều cao này, hình ảnh này mình coi mình mua được không nha. Rồi bà con cứ việc điện thoại cho em nếu mà cảm thấy vừa túi tiền của mình hay là thích nó, có thể hỏi thông tin từ em, rồi chúng ta đưa ra quyết định mình có nên mua hay không. Bò này chắc tầm khoảng 1m17-18. Bò này chiều cao 1m2 cho chú chịu bạn. Con đực chiều cao 1m2 nha. Còn con cái nè, con cái là 1m11. Thì hai con bò này hồi nãy đến giờ thì bà con cô bác cũng cập nhật được những cái thông tin nè, kèm theo những cái hình ảnh của nó rồi ha. Thì bây giờ bà con cô bác nào cảm thấy ưng muốn mua thì cứ liên hệ với em, số điện thoại thì em để trên màn hình. Đó, và bây giờ em xin kính chào, hẹn lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.